Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Trong chương trình hôm nay, đài chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 mở rộng, khóa 26. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18. Và một số tin đáng chú ý khác. Phần cuối chương trình sau ghi nhanh nỗi đau mất cha mẹ của 5 em nhỏ xóm 35 xã Hải Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 2 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu làm việc tại huyện nhà về đề án xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2018-2020. Huyện nhà là một trong ba địa phương trên cả nước cùng với huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai được chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Sau khi được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2015, huyện Hải Hậu tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thông qua phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lựa chọn điểm xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển để nhân ra diện rộng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cuối năm 2016, huyện đã công nhận 5 xóm đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Giữa năm 2017, công nhận thêm 163 xóm tổ dân phố đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Và đến nay, ngoài 168 xóm tổ dân phố được công nhận, toàn huyện có gần 200 xóm tổ dân phố đăng ký đạt nông thôn mới bền vững và phát triển trong năm 2017. Với đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, huyện Hải Hậu đặt mục tiêu trọng tâm là tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn thông qua việc chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa, trồng cây, nâng cấp hệ thống điện trên các tuyến đường, kiên cố hóa và vệ sinh môi trường các tuyến kênh, xây dựng rãnh thoát nước trong khu dân cư. Đóng góp vào đề án xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp, các đại biểu cho rằng mọi hoạt động phải hướng đến 4 tiêu chí cơ bản là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường, 100% người dân được dùng nước sạch và giữ vững an ninh trật tự. Đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh 4 tiêu chí này. Nhiều doanh nghiệp khẳng định sẽ hỗ trợ huyện Hải Hậu phát triển sản xuất quy mô tập trung theo chuỗi giá trị, hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở thực tế từ ba địa phương được xây dựng làm điểm trên cả nước. Đồng thời khẳng định đây là một bước phát triển của nông thôn mới, tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu huyện nhà rà soát lại tất cả các tiêu chí nông thôn mới của huyện, đảm bảo không còn một tiêu chí nào chưa đạt yêu cầu. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, từ đó có kế hoạch nâng cao các tiêu chí và thực hiện một cách đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng tình với các giải pháp của huyện Hải Hậu đưa ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý đến hai giải pháp là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia và đẩy mạnh xã hội hóa. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị huyện nhà tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo xã Hải Thanh làm điểm nông thôn mới kiểu mẫu, quy mô cấp xã. Các xã còn lại trong huyện thực hiện làm điểm một nội dung phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, từ đó đánh giá làm cơ sở nhân ra diện rộng. Trước đó, các đại biểu đã đến tham quan mô hình xử lý rác thải tập trung tại xã Hải Hà. Tại xã Hải Thanh, xã dự kiến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, đoàn đến tìm hiểu về một số thiết chế văn hóa ở cơ sở, thăm mô hình sản xuất trồng cây đinh lăng để làm dược liệu tại xã Hải Quang. Mô hình được xây dựng trên vùng đất chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả. Tất cả các sản phẩm làm ra đều được ký kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đảm bảo mục tiêu nâng cao giá trị trên mỗi hecta đất canh tác và thu nhập cho người nông dân. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 khóa 26
Đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2018, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 10 và áp thấp nhiệt đới kết hợp với nước triều cường dâng cao, gây thiệt hại nặng nề cho khu du lịch Thịnh Long và tuyến đê biển, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Dịch lùn sọc đen làm giảm đáng kể năng suất lúa vụ mùa, giá thành trong chăn nuôi giữ ở mức thấp, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện vẫn ổn định và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc thực hiện hương ước nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, tổ chức lễ hội đã đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhân dân, giữ vững điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thị trấn, huyện nông thôn mới. Toàn huyện đã công nhận 168 xóm tổ dân phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, duy trì công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không có khiếu kiện đông người. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan đơn vị xã thị trấn cần thực hiện. Triển khai học tập nghị quyết Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đối với huyện, tổ chức quán triệt triển khai học tập vào ngày 19 tháng 12 năm 2017. Đối với các xã thị trấn, tổ chức trong tháng 1 năm 2018. Lãnh đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã thị trấn, tiến hành kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Tập trung lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với các xã, kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2017. Tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất vụ xuân năm 2018, đảm bảo kế hoạch đã đề ra, phấn đấu vụ xuân đạt năng suất sản lượng cao. Riêng về xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã thị trấn, xóm tổ dân phố trên cơ sở các tiêu chí Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành, cần nghiên cứu duy trì, bổ sung và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nhằm mục tiêu chung xây dựng Hải Hậu, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 14 tháng 12, tại Trung tâm Nhà văn hóa huyện, Hội đồng nhân dân huyện khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 vào sáng ngày 14 tháng 12, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Kính thưa các vị đại biểu, kỳ họp này có rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2018 và thực hiện chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 26 đã đề ra. Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây: xem xét các báo cáo để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách, danh mục đầu tư công của năm 2018. Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, các báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân huyện, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng của năm 2017 và một số báo cáo chuyên đề khác. Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo của Hội đồng nhân dân, báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân và tiến hành chất vấn và nghe báo cáo giải trình của các cơ quan và Ủy ban nhân dân huyện.
Hội đồng Nhân dân thông qua nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2018, dự toán, thu chi và phân bổ ngân sách các danh mục công trình đầu tư của năm 2018. Với ý nghĩa và tầm quan trọng nêu trên, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong toàn huyện. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18. Xin trân trọng cảm ơn. Với ý nghĩa và tầm quan trọng trên, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri trong huyện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện, ông Mai Văn Quyết, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá so sánh 2010 đạt 7,22%, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 260,7 tỷ đồng, nếu trừ tiền cấp quyền sử dụng đất ước đạt 121,7 tỷ đồng, tăng 9,7% so với kế hoạch tỉnh giao và bằng 103% so với năm 2016. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,02 triệu đồng một người một năm, tăng 4,56% so với năm 2016. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 14,3%, giảm 0,2% so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước 83% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo 3,56%, giảm 2,27% so với năm 2016. Giữ vững điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thị trấn, huyện nông thôn mới. Toàn huyện đã công nhận 168 xóm tổ dân phố đạt tiêu chuẩn nông thôn mới bền vững và phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Tại kỳ họp Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã giúp Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ tư và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Năm 2017, đã tiếp nhận 12 đơn phản ánh kiến nghị của công dân, chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, tổ chức 7 cuộc giám sát tại Ủy ban Nhân dân huyện, 5 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và 21 xã thị trấn. Qua giám sát, đoàn đã nhận định những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân kiến nghị các giải pháp khắc phục, chuyển đến Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thông báo kết luận giám sát đảm bảo khách quan, trung thực, nhận được sự đồng thuận cao. Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tại kỳ họp này, ngoài các nội dung đã được đề cập trong báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu như sau. Một là, kỳ họp này là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017, Hội đồng Nhân dân huyện cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, cũng như hai nghị quyết và 7 đề án theo chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện để bàn và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. Theo hướng phấn đấu phải đạt cao hơn năm 2017. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đổi mới trên tinh thần dám nghĩ dám làm, tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiểm tra giám sát để thực hiện nghiêm những cái vi phạm, đặc biệt là những vi phạm về quản lý đất đai theo tinh thần nghị quyết 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
nhất là các trường hợp mới phát sinh. Để báo cáo các đồng chí là cái này đề nghị là hội đồng cũng quan tâm, đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo của các xã thị trấn quan tâm đến vấn đề này. Thứ ba là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng triển khai quán triệt học tập nghị quyết của hội nghị trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới quản lý sự nghiệp công, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2018, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phấn đấu kiềm chế giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí và tập trung giải quyết tốt những đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những kiến nghị của nhân dân và cử tri trong toàn huyện. Với truyền thống của Đảng bộ nhân dân toàn huyện, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân xã thị trấn, đồng chí Bí thư Huyện ủy bày tỏ tin tưởng Hải Hậu sẽ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng là huyện nông thôn mới bền vững và phát triển, xây dựng huyện Hải Hậu vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng. Cũng tại kỳ họp, đại biểu đã nghe Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện, Công an huyện báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện trình dự toán thu chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2018. Buổi chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện đến nay, kết quả thực hiện của người trả lời trong phiên giải trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện gồm 38 ý kiến thuộc các lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp, phát triển nông thôn, thủy lợi, giao thông vận tải, xây dựng, điện lực, lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm y tế. Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân huyện gồm các chuyên đề, giám sát việc tổ chức triển khai và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các vùng sản xuất theo quy hoạch, giám sát công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, công tác giải quyết xét xử các loại án của Tòa án Nhân dân huyện, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực đất đai, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cư trú. Tại kỳ họp, đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy trình. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe báo cáo thẩm tra của Ban Hội đồng Nhân dân huyện và chia tổ thảo luận. Ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Kỳ họp đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ. Tại các buổi thảo luận, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, trí tuệ và thẳng thắn, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp hướng dẫn của các cơ quan ban ngành của huyện đối với các xã thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời nhất trí với đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và các chỉ tiêu giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong các báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, báo cáo của các ngành tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu lên những đề xuất kiến nghị với huyện, tỉnh, 8 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông, giáo dục và đào tạo, tài chính ngân sách, tài nguyên và môi trường, văn hóa xã hội, quản lý nhà nước về nhân khẩu, an ninh trật tự. Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, nhìn chung việc trả lời chất vấn giải trình của thủ trưởng các phòng ban khá đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm. Ông Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện phát biểu làm rõ hơn một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng thời tiếp thu và giải trình làm rõ những ý kiến của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp. Ông nhấn mạnh, cả huyện quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phấn đấu năm 2017, cơ bản các xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Năm 2018, các xã thị trấn đạt nông thôn mới bền vững và phát triển. Và đến năm 2018, Hải Hậu đạt huyện nông thôn mới bền vững và phát triển, huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng của kỳ họp, gồm nghị quyết phát triển kinh tế xã hội huyện Hải Hậu năm 2018, nghị quyết về việc quyết định dự toán thu chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước huyện Hải Hậu năm 2018,
nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2016-2021. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đánh giá khách quan toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những kết quả và thành tích cũng như những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân, các cơ quan có các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2018 mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân vừa thông qua. Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và có các giải pháp hữu hiệu, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn và những kiến nghị của cử tri, nhân dân trong toàn huyện. Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến với cử tri, nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội của năm 2018. Qua 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, tối ngày 13 tháng 12, tại tiền sảnh Nhà văn hóa huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức chương trình ca nhạc thiện nguyện Trái tim yêu thương nhằm vận động quyên góp ủng hộ giúp đỡ các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về dự tặng hoa và quà. Chương trình được tổ chức với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả đến tham gia chương trình. Qua đó nhằm kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những ngày vừa qua, thông qua các trang mạng xã hội, các tổ chức cá nhân đã kêu gọi từ các nguồn được khoảng 200 triệu đồng, hỗ trợ cho 5 em nhỏ mất mẹ do tai nạn giao thông ở xóm 35 xã Hải Minh. Và ngay tại buổi tối diễn ra chương trình ca nhạc, đã quyên góp được trên 26 triệu đồng để hỗ trợ 5 em nhỏ Hải Minh và các em thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn toàn huyện. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đồng hành của shop thời trang Phương Lê Anna, Mai Hà Spa, công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Tin Học Phúc Thành, câu lạc bộ nghệ thuật giao thủy Hải Hậu Xuân Trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày vừa qua, người dân Hải Hậu ở khắp mọi nơi đều bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở đoạn gần khu vực Nghĩa Trang, xã Hải Phương, đã khiến cho một người tử vong và hai người bị thương nặng. Trong số đó có hoàn cảnh rất thương tâm của chị Phạm Thị Lan, sinh năm 1982, ở xóm 35, xã Hải Minh. Chị mất đi, để lại 5 đứa con thơ dại, bỗng chốc bơ vơ, côi cút. Lần theo con ngõ nhỏ vào xóm 35, xã Hải Minh. Chúng tôi đến ngôi nhà chị Lan, người phụ nữ bị mất vì tai nạn giao thông, để lại 5 đứa con nhỏ thơ dại. Hoài học lớp 10, Quang mới lớp 8, em Huyền lớp 5, Sơn lớp 1 và bé Ngọc Anh mới chỉ lên 4. Ngôi nhà ọp ẹp cũ kỹ của ông bà ngoại để lại, nằm sâu trong hẻm, là nơi hiện 5 chị em Hoài đang nương náu cùng cậu mợ từ khi bố mẹ, ông bà ngoại mất. Cha, người trụ cột chính của gia đình bị tai nạn mất cách đây 3 năm. Một mình chị Lan lam lũ nuôi 5 con nheo nhóc khôn lớn ăn học. Thế nhưng, vào chiều 28 tháng 11, tai họa lại ập đến với gia đình khi mẹ của các con là chị Phạm Thị Lan trên đường đi làm về đến Nghĩa Trang, xã Hải Phương thì bị tai nạn nguy kịch, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức trong tình trạng bị dập lá lách,
chấn thương sọ não, gãy chân trái. Mặc dù được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng chị đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào ngày mùng 2 tháng 12. Chị mất đi, để lại 5 đứa con thơ dại đang ở cái tuổi ăn học, ăn chưa no, lo chưa tới. Nỗi đau đớn tột cùng khi từng người thân trong gia đình cứ lần lượt ra đi, khiến cho cuộc sống trước kia vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Giờ đây, 5 chị em Hoài phải đùm bọc nhau sống trong căn nhà thiếu đi vòng tay chăm sóc của cha mẹ. Không gì có thể bù lại được sự thiếu thốn tình thương yêu của cả cha và mẹ. 5 em đang phải trải qua những điều như vậy. Cho dù ông bà nội, cậu mợ và người thân cũng cố gắng để bù đắp cho các em. Nhưng có một điều khiến nhiều người rất khâm phục. Đó là sự mạnh mẽ và cố gắng học thật tốt để thay đổi cuộc đời của 5 chị em. Cho dù hoàn cảnh có ra sao, 5 chị em cũng sẽ quyết tâm không bỏ học. Em muốn sau này học làm bác sĩ để trị bệnh cho người nghèo, Hoài tâm sự. Mẹ, em con muốn đi học tiếp và các em con được đi học tiếp. Còn một mình con thì không nuôi được các em, bố con thì qua đời cả rồi. Nhưng con mong các cô, các bác và mọi người tạo điều kiện cho chị em con được đi học cả. Nhưng chị em con không ai muốn rời xa nhau cả. Vậy nên con mong là sẽ được sự giúp đỡ của mọi người rời đi. Hoài là chị cả và giờ cũng là cha, là mẹ của các em. Từ khi bố mẹ mất đi, em trở nên mạnh mẽ và tự lập hơn trước. Em đã không còn thể khóc nổi nữa rồi, hay em không dám khóc. Quang, Huyền, Sơn thì ít nói và sống khép kín hơn ngày thường. Bé út Ngọc Anh thì khác với anh chị, vẫn giữ vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng khi được hỏi, con có nhớ mẹ không? Thì nụ cười em vụt tắt. Thay vào đó là ánh mắt giận hờn, những dòng nước mắt bi thương, khiến lòng ai cũng phải đau nhói. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ông con tháng. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xa, con nhớ về mẹ.
thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện kế hoạch số 76 của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 35 xã thị trấn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trạm Y tế các xã thị trấn tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho các công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Trong chương trình thời sự tuần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tại một số địa điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn toàn huyện. Để công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 đạt hiệu quả, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 35 xã thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, luật nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị đầy đủ từ lập danh sách, rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám tuyển. Cấp ủy chính quyền đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương đến động viên tuyên truyền công dân được gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Địa điểm khám được chuẩn bị đầy đủ chu đáo về trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Từ ngày 11 đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2017, các địa phương trên địa bàn huyện hoàn thành xong công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Tại các địa điểm khám tuyển, tỷ lệ thanh niên có mặt theo lệnh gọi rất cao. Theo đánh giá chung, công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở các địa phương đang diễn ra đúng trình tự, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Toàn huyện có tổng nguồn sẵn sàng nhập ngũ là 8.178, đủ điều kiện nhập ngũ là 4.693, đã sơ tuyển 2.850, đủ điều kiện nhập ngũ 2.566, điều khám tuyển 1.640 công dân. Năm 2018, toàn huyện có chỉ tiêu giao quân là 411 thanh niên. Thời gian giao quân dự kiến là ngày 5 tháng 3 năm 2018. Trong cái tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, đối với địa phương với thuận tiện triển khai là các cấp các ngành đều vào cuộc. Đây là một cái hệ thống, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và chúng tôi đã triển khai các bước theo hướng dẫn chỉ thị của huyện và hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Và trong cái việc thuận tiện cơ bản nhất là đã hoàn thành được cái chỉ tiêu và cái giao của huyện và cũng như Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Còn về vấn đề là khó khăn đối với lại công dân cơ bản là đi làm ăn xa, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên cấp ủy cơ sở các ban ngành đoàn thể tới gia đình sẽ điều con công dân con em tiếp tục khám tuyển để hoàn thành nhiệm vụ trên này. Có mặt tại trạm y tế xã Hải Tân lúc hơn 8 giờ sáng, dù trời mưa rét nhưng đã có rất đông thanh niên đến khám nghĩa vụ quân sự. Nhiều thanh niên đi làm ăn xa về vừa về đến trạm đã nộp ngay lệnh gọi khám tuyển tại bàn đăng ký và ngồi chờ đến lượt mình để được khám sàng lọc các bước cân đo sức khỏe, khám mắt, tai mũi họng, đo huyết áp, xét nghiệm máu. Hôm nay em rất là hồi hộp khi mình được đi khám nghĩa vụ quân sự, được các bác khám về chiều cao, cân nặng, sức khỏe. Mong muốn mình sẽ đạt được chỉ tiêu để được đi tham gia nghĩa vụ quân sự lần đợt này. Và em nếu được đi thì em xin hứa là sẽ rèn luyện và học tích cực, rèn luyện tích cực để góp phần bảo vệ tổ quốc. Em Đặng Quốc Hiệu, xóm 5 xã Hải Sơn tâm sự với chúng tôi rằng, khi nghe gia đình báo có lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bản thân cũng có nhiều lo lắng, nhưng được gia đình động viên nên em cũng an tâm, nghe các anh, các chú kể về cuộc sống sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường quân đội, em cũng vui và phấn khởi lắm. Kết quả tính đến ngày 14 tháng 12, đã có 24 trên 35 xã thị trấn hoàn thành xong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, với tổng số thanh niên được phát lệnh điều khám là 968, tỷ lệ lên trạm là 643, đạt gần 67%. Qua khám sàng lọc, có 383 thanh niên được sức khỏe, trong đó loại 1 là 48, loại 2 là 198, loại 3 và loại 3 bệnh lý là 143. Số thanh niên có trình độ trung học phổ thông là trên 170, trình độ cao đẳng đại học là 40. Ngay sau khi khám tuyển xong, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã thị trấn sẽ tiến hành xác minh hoàn thiện hồ sơ, tuyển chọn những thanh niên có độ tuổi, trình độ văn hóa, lý lịch, thân nhân rõ ràng, sức khỏe tốt để gọi nhập ngũ năm 2018, đảm bảo đủ chỉ tiêu trên giao là 411 tân binh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.